quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về lùm xùm giữa ông Nawaz và fan Việt Nam, ẩn ý thừa nhận điều này. Sau thời gian dài giữ im lặng giữa lùm xùm của Papa Nawaz và đàn em Thiên Ân, Thùy Tiên đã chính thức lên tiếng. Miss Grand International đang là một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội sau khi đại diện Việt Nam, trong đó có đoàn Thiên Ân, bị loại khỏi top 10 chung cuộc và hàng loạt ồn ào đã khiến cuộc thi ngày càng mất đi sự danh giá mà ông Nawaz đã dùng 10 năm để xây dựng. Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên có một buổi livestream để trò chuyện cùng fan. Khi nhận được câu hỏi rằng vì sao cô lại đăng story tâm trạng buồn, người đẹp đã chia sẻ. Mình đã cống hiến rất nhiều và danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng là một thứ mà mình rất trân trọng. Và đó cũng có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình, rồi cho đến khi mình cũng mong muốn nó cũng có một kết thúc đẹp đẽ như vậy. Nhưng mọi việc xảy ra, nó lại không như mình muốn. Không phải Tiên nói ra để kêu gọi ai dừng lại cả. Vì mình không có quyền đó trong vấn đề này, tất cả mọi người đều đang bảo vệ vấn đề họ muốn bảo vệ. Còn Tiên thì Tiên không thể bảo vệ điều mà Tiên muốn bảo vệ nữa rồi. Hoa hậu Thùy Tiên đã chọn cách im lặng trong suốt thời gian vừa qua để tránh khiến mọi việc đi quá xa. Trong livestream, có vẻ như thứ muốn bảo vệ Thùy Tiên nhắc đến chính là tổ chức Miss Grand International. Dù sao đăng hậu sinh năm 1998 cũng là người đã từng đăng quang cuộc thi này. Danh dự của tổ chức cũng là danh dự của Thùy Tiên. Vì vậy, nếu nhiều người quay lưng với đấu trường sắc đẹp cũng làm ảnh hưởng đến Thùy Tiên không nhỏ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.